Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tham nhũng đã trở thành văn hóa trong giới cầm quyền Ngày 30 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Phản quyết của phiên xử chuyến bay giải cứu có thuyết phục BBC dẫn quan điểm của luật sư Nguyễn Duy Bình từ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tội thì to như con voi mà án thì nhỏ như con kiến Đặc biệt khi so sánh hành vi phạm tội với mức án của giới quan chức và dân thường thì có sự bất bình đẳng quá lớn. Cụ thể, một người nhận môi giới hối lộ cả chục tỷ đồng như cựu phó giám đốc công an Hà Nội chỉ bị xử 5 năm tù. Nhưng một hiệu trưởng trung tâm giáo dục thường xuyên Hưng Nguyên, Nghệ An thì làm thất thoát mấy chục triệu bị xử 5 năm tù. Một cán bộ nhỏ phó phòng tư pháp huyện Minh Hóa, Quảng Bình nhận hối lộ 9 triệu đồng thì bị xử 3 năm tù giam. Hình ảnh bài trên BBC. Đồng quan điểm BBC dẫn ý kiến của nhà văn Trần Quốc Quân từ Ba Lan nói việc định án này còn tùy hứng không bám theo chuẩn mực chung mang nặng cảm tính của hội đồng xét xử của cơ quan công tố và cá nhân các công tố viên hình phạt thiếu tính răng đe khiến quan tham không sợ bị trừng phạt kết thúc tình trạng tham nhũng ngày càng phát triển về việc các bị cáo nộp tiền được coi là tình tiết giảm nhẹ để được giảm án sâu bbc dẫn bình luận của ông lê thân cựu tù côn đảo cho rằng nộp tiền tham nhũng để được giảm án cũng thật tréo ngoe nhà văn trần quốc quân thì cho rằng điều đó sẽ tạo ra tiền lệ dùng tiền để chạy án khiến bệnh nhờn thuốc truy thù tài sản do phạm tội mà có là trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật khắc phục hậu quả là nghĩa vụ của kẻ phạm tội trong cùng một quốc gia cùng một nền pháp luật cùng gây hậu quả với mức độ như nhau nhưng án phạt rất khác nhau công lý ở đâu bbc nhận xét nếu đa số các bị cáo đều được tòa ra mức án nương tay so với tội danh, thì án chung thân dành cho bị cáo Hoàng Văn Hưng được cho là quá nặng và không đủ sức thuyết phục. Ông Hưng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức 19-20 năm tù, nhưng hội đồng xét xử tuyên ở mức kịch khung đối với tội danh bị xét xử, với lý do là bị cáo không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả do mình gây ra. Hình ảnh quan cảnh phiên tòa chuyển bày giải cứu. BBC nêu ra một câu hỏi quan trọng mà dư luận đặt ra trong vụ chuyến bay giải cứu đó là tại sao lại có cơ chế năm bộ cấp phép cho các chuyến bay giải cứu và bay combo từ đó tạo ra một cơ chế xin cho và tạo nên đường dây quan chức làm tiền doanh nghiệp theo quan điểm của nhà văn trần quốc quân tất cả các nguyên nhân này đều do thể chế sinh ra điều nguy hại nhất là quan chức nhận thức về việc nhận hối lộ như là mặc nhiên ai cũng có thể làm chẳng hề nghiêm trọng đen thôi đỏ quên đi thế nên trong môi trường đó quan nào có điều kiện hầu như cũng tham nhũng các câu trả lời ngây ngô ngoan cố và dối trá của các bị cáo trong phiên tòa chuyến bay giải cứu là minh chứng thuyết phục bbc dẫn tiếp quan điểm của luật sư nguyễn duy bình cho rằng giữa lúc đất nước gặp nạn dân tình khốn đốn vì dịch bệnh đau thương tan tóc bao trùm mà bọn chúng còn ra sức vơ vét thì không còn từ nào để diễn tả và có thể đánh giá tình trạng đạo đức, lương tâm của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức đã biến chất xuống cấp nghiêm trọng. Về việc quyền lợi của người bị hại không được bảo vệ, nhà văn Trần Quốc Quân đánh giá, số tiền thu hồi quá nhỏ so với tổng số tiền mà các nạn nhân thực chi cho nhiều tầng lớp quan chức và doanh nghiệp, từ dịch vụ môi giới, dịch vụ bán vé, dịch vụ lãnh sự, dịch vụ xét duyệt danh sách giải cứu, dịch vụ cách ly, qua bao nhiêu tầng lớp trấn lột, mỗi tuổi hàng trăm nghìn nạn nhân mà không hề có biên lai, rất khó thu được bằng chứng. Tuy nhiên, ông Lê Thân cho rằng tiền lấy của dân thì phải trả dân chứ tại sao lại trả nhà nước để được giảm án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tham nhũng đã trở thành văn hóa trong giới cầm quyền. Những lý do khiến giáo viên nghỉ việc Ngày 29 tháng 7, báo Tiếng Dân có bài Vì sao giáo viên bỏ việc của tác giả Thái Hạo. Theo đó, giữa lúc cả nước đang thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng thì làn sóng bỏ việc trong khối công lập lại không vì thế mà có dấu hiệu giảm đi. Vì sao? Tác giả nêu ra ba lý do của tình trạng này từ trải nghiệm của bản thân và những chia sẻ của bạn đồng nghiệp gần gũi cộng với những gì đang diễn ra trong ngành. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả Lý do thứ nhất là mất dân chủ nghiêm trọng trong môi trường giáo dục dẫn đến giáo viên không còn được tôn trọng, thân phận trở nên thấp hèn trước người quản lý, họ bị đối xử bất công, bị tước mất những quyền cơ bản, bị chỉ trích, phê bình, thậm chí bị trù dập mà không biết kêu ai. Ở không ít nơi, giáo viên phải làm chân sai vặt, thậm chí đi tiếp khách và chuốt rượu như tiếp viên. Dù không dám phản kháng nhưng chắc chắn nó sẽ gây bất bình, dần sinh ra mệt mỏi, chán ghét, tình trạng này là sự đả kích sâu sắc làm tổn thương nặng nề những người có tự trọng, có ý thức phẩm giá. Nó tất yếu dẫn đến việc những người thẳng lưng sẽ phải rời bỏ nhà trường. cho nên song song với việc thay đổi chính sách tiền lương, thì việc lập lại sự quân bình quyền lực, kiến tạo môi trường giáo dục công bằng nhân văn phải là mục tiêu khẩn cấp, bức thiết không thể trì hoãn. Lý do thứ hai, quá nhiều áp lực, căng bệnh thành tích. Bệnh quan liêu giấy tờ, bệnh hành chính hình thức đã dần làm kiệt quệ đội ngũ giáo viên, nên giáo dục đang chạy theo những con số vô hồn với điểm thi, giải thưởng thi đua và từ đó làm phát sinh không biết bao nhiêu tiêu cực cũng như tạo gánh nặng cho vô bổ trên đầu xã hội. Tác giả cho biết nhiều nhà giáo có chuyên môn và tâm huyết đã không thể tiếp tục vì họ thấy lãng phí, thậm chí có cảm giác mình là tội đồ khi tiếp tay cho những cuộc chạy đua không những vô giá trị mà còn để lại di họa trong tâm hồn học sinh và họ đã chọn rời đi. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin về tình trạng giáo viên công lập bỏ dạy. Lý do thứ ba, áp lực thành tích biến mỗi nhà trường thành chiến trường. Vì thế công việc đi dạy với tinh thần tận tụy, yêu thương và đồng hành cùng mỗi người học trò dần trở nên xa xỉ. Khi tình yêu với tri thức và với người thầy không còn được hơi dậy để trở thành động lực chính đáng cho việc học nơi học trò, thì giáo viên phải tìm mọi cách để ép các em, việc dụ dỗ, nhồi nhét, hăm dọa, phê bình trở thành phương pháp chủ đạo. Những giáo viên có sự nhạy cảm, tinh tế và tình yêu thương dành cho học trò, họ không thể chịu đựng được quá lâu cảnh này và phải quay đi. Tác giả đúc kết. Việc cải thiện lương bổng dù quan trọng tới đâu và làm tốt đến mức độ nào nhưng nếu không cải tạo được môi trường giáo dục thì vẫn để cho những vấn nạn như trên này vây khốn thì bức tranh vẫn khó mà đổi sắc được nếu một môi trường lương tăng cao mà tình trạng mất dân chủ còn nguyên như hiện nay thì tiêu cực sẽ phát sinh nhiều hơn vì vé vào cổng sẽ đắt hơn giáo viên sẽ bị đối xử thô bạo hơn tác giả cho rằng câu chuyện thu nhập là một bài toán phải được giải nhưng không dễ có ngay đáp án hữu hiệu trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, việc dân chủ hóa môi trường giáo dục, dẹp nạn lạm phát hành chính, trị căn bệnh thành tích giả dối thì lại không hề mất tiền mà có thể làm ngay. Chỉ cần thực hiện một số cải cách thiết thực, thay đổi chính sách, cấu trúc lại bộ máy giáo dục thì lập tức mọi thứ sẽ trở nên thông thoáng, lành mạnh, môi trường giáo dục sẽ được hồi sinh sức sống sẽ trở lại và hạnh phúc liền hiện hữu trên mỗi mặt người tác giả tin rằng nếu làm được như thế thì đó mới là một cuộc đổi mới căn bản chứ không phải là chủ mục vào viết chương trình sách giáo khoa mới không hạt giống tốt nào có thể mọc lên trên một mảnh đất đã bị nhiễm độc nghiêm trọng thậm chí những cây đã sinh trưởng và cắm rễ sâu ở đó còn sẽ bị eo uột dần theo năm tháng mà chết đi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin những lý do khiến giáo viên nghỉ việc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.